Ok nè, bữa giờ ngày nè, cứ nè cô cho riêng cho mình recipe bake cheesecake nè. Chẳng dân cho mà đó là bake cheesecake cứ viên là thắt nè khăn main basic of pastry. And the dessert is include with the cold dessert. Chẳng nè cô lợt mà bake cheesecake ní, đại xa viên tệ tôn cho mùi nâng ở bằng em. Cheesecake đã dân có phong tự nhiên chứ mùi nâng ở basic bó khách trí dân viên mặt nó chứ mùi nâng cái hào thà frozen cake bánh tái chỉ chạy đánh viên cứ chia phổ phụ ở cold dessert ná cái frozen làm bay ở process này cả thua viết bánh tái bê để cái sale viết cứ cái sale sale cold ná chấm đây xa ở viết tiện tôn nha chứ mùi nâng bake cheesecake chứ mùi nâng cold cheesecake chẳng nè cừu lực dục một bake cheesecake nâng cold cheesecake nâng màu riêng chứ mùi nâng ở mê riêng bao dường hào thà mê riêng practice ná chẳng mê riêng practice ní đây xa ở dường riêng ở e-learning chẳng dường trao ca ở nè cừu bà dô chứ mùi nâng ở recipe ní bà tọc mà tiết bê tì dường màu đo xa lá cư dường process này cà thớ cư dường mình cà dô lạc lạ ná cư dường mình cà dô lạc lạ chẳng nhưng mà mơ recipe là bỏ bê cheesecake nhé chẳng bê cheesecake đại lại dương miên ở two main ingredient nhé xâm ra process viết chẳng dương miên nè cụ đã group nè cụ đã ingredient nè cụ đã weight and picture đòi ở dương nghe dù easy to understand with the picture and gram of ingredient nhé and group also chẳng dương mà mơ ơi đôi xa nè cụ bàn xem video tệ tôn rừng ca thử bạch cheesecake ở dưỡng cư viên miên process khá là việc khó khó dừng tệch ná hay có miên khá có đồ dừng đài ná bằng tay viên mình thuê tê được biệt thơ của ấy bạch cheesecake viên miên tràn style ná viên miên tràn style so many style of the bạch cheesecake or cold cheesecake follow the country ná tệ tam tệ tê chẳng prate ni mui ni mui cứ quạt miền ô tì ho thâu chi prate ảm rết ná prate ở ông lê prang rư ko prate ai kê ở ấn đi rư ko chapan ni ai chân tờ ná chẳng cứ kê thua style bê cheesecake nâng cứ chmua đôi khnê bằng tay style rồi biệt thua bọc kê khó khó khnê tà tam prate đài ná hay bê cheesecake ní cứ chia dessert mui đài vì popular ná in the world chẳng bia cứ chỉ bằng ai mua đã là bấy hay patina có score về đây chỉ mua những bánh cheesecake nhé bia tha cheesecake nhé cheesecake cứ dùng miền phí nè cứ ban phải dùng dùng hai nhé nó dùng mà mưa nè cứ đã chỉ mua những dùng cầm phong tại process learning about how to make the kind of cheesecake and I separate into two type of cheesecake we have bake and no bake cheesecake nhé chẳng dân miền ở bake cheesecake and no bake cheesecake we can call cold cheesecake also chẳng dân mở ở cheesecake nâng kia bộ bộ ở đại dương chi bằng em đại dương thua trên bị cream cheese hai cream cheese nâng dân ạ ở process việt ban bị đục biệp cư dân ạ trong cắt này cả đất hai nâng mình bắt trong cắt này cả đất tế cư dân ạ thua cả chúng bạn kiểu ha bake cheesecake and nung chỉ mua nung no cheesecake chúng miền miền pi bậc hết nung đài này thua trên pi cream cheese nung đài bằng em để thua trên pi cream cheese nè hay bằng em pi hết nung cứ đa tầm tầm kia nè là bay đôi kia nè the popular of the world đôi kia hay patina có score về đài nè chúng dân đơn hay dân miền bake cheesecake and no cheesecake and mấy cái nè cô ban ở trẻ dương chỉ mua những bánh cheesecake nè cô riêng ông bị bánh cheesecake nè chắc nè cô nâng tập lớp từ chỉ mua những bánh cheesecake bên khoản nè cô ở dương dối hay nè cô nâng bây giờ chỉ mua những mê riêng được kia nè dương tập mơ chỉ mua những recipe 200 dương mà mơ mê riêng đi một mình chắc dương mà mơ recipe bánh cheesecake nè dương miên group ế nè cô đã crumble vì khó chỉ mua những bọc kem tích cái đại chim muôi nâng ơi cái đại chim muôi viết cái đại thạch cracker ơi crumble bọc thom mấy chân tờ nhé bàn tay xem ra để cứu này cứu 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 ấy crumble nè viết chữ can of cracker cookie nhé bị crumble bị cookie nâng cứ viết lên mình đông chim muôi nâng bọc hết đôi kia nhé hay crumble viết hết chân cứ chia bọc hết nôm cặp cặp rồi suối vì đôi sự điện năng cookie đài hay kể ai cầm tịch vì em bọt tới dân ai nhằm rồi chỉ mua năng bằng ai tự chạy bao giờ nâng
cứ về vừa ở về toàn sớm mai na về về popular chỉ mỗi năm bằng em nắng chỉ mỗi năm cam bò rồi có cái cookie ấy cứ về về xì linh chỉ mỗi năm ở bộ bằng em phải chạy nắng na chỉ mỗi năm ở bộ chi nắng ok na ơi chẳng dừng mà mời dừng mình cục ấy này cứ đặt tạc cam bò mà mặt tiền chẳng dừng đăng ngay thạc cam bò nắng chỉ một phép nung cặp cặp rui rui đai về thật là nung ơi nung bùng nắng bị ai chia nơi cất nơi nơi bát rồi cả đá rồi còn nơi bị lờ bàn á dừng ai pra với tam style rồi bao sai thì mùi mùi nè dừng dừng anh vậy mà bài tiết cứ unique nè unique boy of shape nè of any shape chẳng tờ chẳng ơi chia style bao sai unique của dân anh vậy mang chị style hay ok dân mà mơ chỉ mùi nâng group A này group hai thằng cracker cookie nhá chân dân đừng hai cracker cookie nè chia prophet chia thai of crumble nâng được nè nhá vì crumb crumb ai thà vì chia prophet cookie nãy dân vậy đã clay tức chia prophet cookie chân này crew nâng xô dân cả lại đi mùi tiết đi nè chân dân mà mơ việc thà cracker cookie vì ai chỉ cookie diamond snow vì ai chỉ cookie bài bị chia chocolate cinnamon vanilla rồi có peanut rồi có chia rồi chia ở oatmeal ấy chẳng tờ nè chẳng cái hai việc thà cracker cookie tại đó lại bây để dùng vô ở cracker cookie nâng vô mà thưa xong rạp thưa bạn mua bỏ dưỡng dân pra chỉ mua những cookie diamond mà miếng snow nè dân pra cookie nó đã admin snow day hay dân ai pra rồi chip sô cô la ban được nè nè bà xin chị dân trong thơ ở bake cheesecake nâng chỉ mua nâng ở rồi chip sô cô la nó dân ai đã chỉ mua nâng ở chocolate ở cracker này ban được nè nè chân anh đang view follow từ tam id bao xem đi mua đi mua cái nãy chân dân score like cái hai thằng cracker cookie nó sử dụng phép cookie bạn nó cái hai vị thằng cracker cookie này vì ăn mint snow nó còn mình mint snow phần đặc biệt để dân vô viên mà thua bằng em bạn ở bùng và dân cứ dân pra ở admin snow nè ok chân dân lập ở mơ recipe dân vinh dân mơ ở cục ế dân đi cracker cookie nó dân score đấy nè hay để like chỉ mua nâng ở recipe này cứ small nè vì tôi mình tên bữa nay group để dân vào lõng này group ở trong ở dân vai score hệ chân này group thua in small piece nè for for exam for final or practice exam chân này cô thơ small piece hay này cô pra small ingredient nè to make it not a large of because we waste a lot of ingredient when we finish the exam nè chẳng dương bà có chìa 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 cường trang về để dương bà chọc ca bà lón của ca bà lón dương trơ ca bà lụa tay mùi đông ấy nhìn chẳng tờ nè ok chẳng dương mơ này cô đã tịch mình tên á tại bởi dương chọn bộ bài chọn ban có buôn thốn cứ dương bấm bay côn chỉ mỗi lần recipe nâng mà ơi mà tăng tờ nát ai thua pram có buôn đọc có buôn dương côn tam nâng nát bay có buôn được co và màn có buôn dương côn tam nâng tiền tờ ta ta ai tờ lớn bùng vào dương chấn bùng đấy cứ này cứ prà tôi nhọn nát tôi nhọn mình tên nát tôi thích shoot mình tên nát ok chấn dương mà mơ chỉ mỗi lần cracker cookie dương score hai dương pram chấm nôn một hai pram gram chỉ mỗi lần sugar hai đờ lại ơi chỉ mua nâng sugar ní cái ai pra chỉ mua nâng brown sugar chấm nước của bạn đài ná aside từ lời recipe đó bao sạch mua nâng mùi chắc này group ra granulate sugar thỏa mặt đà ná dân ai đã granulate sugar được có sugar một mặt chấm dân đường ná chỉ mua nâng cake flour ná hay chỉ mua nâng buttermilk chứ recipe này group đã hái từ phần nâng ná bây đại dân ở vô cracker máu dân ai thà bởi dân mình blender dân blend vía ná dân đặt plain mía cương tận ăn nó dân plain vía hay buttermilk ní cứ dân đặt thôi kì nè dân plain cracker sugar and cake flour ní mix together until smooth until well and then we pour buttermilk inside the blender mold bàn tay bà xanh chỉ dân ở miền ở blender té cứ dân ai vậy vay cầm tịch bia cho mua nâng bố rồi coi dương miên đập bọc đựng rè chẳng dương bọc vì em mọt tới nát cho mua score cho mua ấy nâng cho mua cake flour nâng dương riêng vì em mọt tới tạm ái dương đạ cho mua nâng bạch thầm mê nít chỗ tới vì nâng cao chia lập bài mỗi đại dương ai về đại dương đập vì tới cứ bị chuộp nát cứ bị chuộp vì bận đồng vì ọt bài chắc hẳn nâng bạn dương vô bàn nát ok và tao mà tiếp cứ dương miên bồ lại nát dương sorry dương miên mồ lại chẳng dương miên mồ về đại dương rồi cho qua chỉ mùi nâng ở cracker nè chắc này cứ lọc tập cài bình tích cứ dùng một mùi chỉ mùi nâng ở measure bao giờ nè này cứ đặt measure a chắc dùng đằng ấy đi measure a nâng bên cứ dùng sao mấy là nè chắc dùng mơ to break in small nè in small or to
chúng dùng một mớ này ở dùng chút break in small bạn này ha become ở omo powder của bạn này nè dùng tàu vi ở khai tàu trong cái chi mà sáng của bạn này chúng dùng add sugar add cake flour and buttermilk put in the mold bring to bake nè chúng bây để dùng ở vi tàu chi là bài để dùng cái đặc bàn hay cứ dùng vô vi tàu đặc nông pùng nè nè này cứ miền pùng trùng chơi tàu nè chúng này cứ đặc nông pùng bạch ninh chúng tới tập má này cứ cần vô ấy một bộ về đầm bay ở việt nam nè chẳng bông này cứ kệ đọc cào bàn nè bông này cứ mình cứ lướt đọc bọc bọc hàng cào bàn ở mùi tiết cứ bờ sân thì dương ở miền bông đọc cứ lướt nâng tế cứ dương ai thường chẳng bán bàn tay dương vô ta đã nâng tu co ở việt chạy khả năng hay chạm dương vô cơ vật mà kệ kiên kiên bông cũng ở chụp hay dương chạm cạp về máu viên nâng bàn màu này nè chứ mùi nâng cao ở miền bông này mình cứ lướt chúng bây giờ dùng men pom men cứ dùng dùng dây sưu con cá đỏ vì nó cho mùi nồng bệnh cheesecake này hay bây giờ dùng men pom hay cứ dùng thêm men aluminium nè aluminium bớt xanh chỉ dùng ở men pom tôi nhặt kêu pom đại ở đỏ bàn y tế cứ dùng men pom đại đỏ bán cứ dùng thêm prà aluminium đại dùng đặt về bị bát đầm bay cùng ai bây giờ dùng đặt chồng hơi tới bị tật nó bị trôi tụt nồng mông bò dường cột nồng nồng bò dường nè chân dương khơi cá thừa bọc kê ấy cứ bảy lần này cứ ở bán số ở tê nát chỉ môi đường cá prà bốp mà sân thì dương miên pom để đỏ bán cứ dương tra đạ aluminium nướng rôm nó hàng cao với đậm bay của máy tật trồ nát hay bớt sân thì dương miên pom đây ở ai đỏ bán tết cứ dương ở chạm bạch rôm việt tê tê được chụp pom nhìn chân giờ bạch rôm việt tê hay viên đường ai đỏ bán được về để dương đợt vì hai dương đã về được không tu có bây giờ về buôn tập làm món cứ dương ai đỏ viết cặp video về bán hời nát chân anh ấy ở sai từ lưu pom là kê miền nát ok chẳng dương đặt bát bùng chẳng tới hay vì miền pi style tiệt bùng khác gọi đặt ở cặp bò ní ở ở làng đò đò lờ nè dương ai thợ ban đôi sự điện đường pai được gọi tạt nè dương dương ai thợ ban chỉ mới đường pai đường tạt nè cái chẳng cặp bò nó dương ai ở chập bát vì ở đò lờ đôi bùng tạt bàn đôi khnì nè chẳng được dương khơi video đây này cũng sẽ ở xe ấy ok nè chẳng dương vô vì tật đột nè sẽ tâm học hiệp để đốt cứ mà rồi cái hay đập tật đập bay một tí là sai từ lứa cà mơ bao dương sai cà mơ phơi bao dương đài nè chân lại nè để prap hay prap tiệt cho mùi nướng cà đột mình sẽ ăn sai từ lâu nè tí nướng bợ bợ tê dương tấn bây đây này cứ đặt đập từ đập bay nè tí cứ dương đặt đập nè tí sân nè hai chạm dương mơ hai dương ăn thay pin mùi nè tí pin nè tí bay nè tí được prap nè tí ăn sai từ lứa lò bao dương nè ok chân dương bàn crab bò nè dương đột hai nè nồng bùng hai dương đột vì chân dương tục vì mà đồng nè dương tục vì mà đồng nè tục viên mà đông hai dương nghiệp mà mưa feeling bao dương feeling bao dương cái hai viên tha cream cheese nè cream cheese ơi chấm môi nâng ơi dương hai tha feeling nè feeling cream cheese nè hai ơi cream cheese chấm môi nâng bake được cả khoe cả đảo dương ai add flavor nè không nâng bán nè còn dương ai add flavor bao dương trơ ca ơi tại sao cream cheese nâng viên minh chiết tần loạn được viên ơi popping tại đảo cái hai tha heavy cream nè heavy ơi ơi full fat of ơi meal lần chấm chấm muối nâng ở kim chi nâng cứ vitamin ở chất khoáng chất mềm tan chấm dùng đơn hai pe để dùng nhâm vi á và có chấm miên cà tần lồn chấm chỉ tu tư recipe cái tan tại miên lemon juice vì ai chấm đã chấm muối nâng lemon juice hai nâng recipe khác cái đã thả sour cream được có yogurt nè để xa sour cream nó bị thua chân bị cream nó bàn tay thua ở chủ nè hay đập bay yogurt dân thua với trên bị tịch đọc cô nâng hay dân phạm cái thua chu nâng đập bay vô mà đạ cho môi nâng cream cheese dân nâng ao viên miên chiết chu nâng nông nâng vì ạc sâu tà lồn đại sao cream cheese vì bộ bênh tạ đau chiếc khlành chân vì nhằm tới vì ai đang tà lồn chân bây đầy dân đơn vì ơi côn bị bạch bảo viên chân dân ai thay em play chơ rưu chiết play chơ rưu có tật so đầy dân ai thua chiếc strawberry compo rưu có blueberry compo rưu có chiếc passion so ấy nâng nếu có chỉ play passion sốt tay mà đòn á, play passion những dân ai vô mà đạp thì lừa vì ad chỉ mua những rượu chiết đầm bay cắt bằng thoi này ca ở tận là quán bao việt tại sao cream cheese nó việt popping tại đó ý tại đó khăn nhá chân việt tận là quán chân cái tay tại play chỉ mua những rượu chiết chú tại đạp chỉ mua những rượu chiết cheesecake nè nhá chỉ mua những rượu chiết cheesecake nó cái tay tại miền rượu chiết chú đạp chỉ mua những rượu chiết vì tại sao cái chân ơi ở rượu chiết nó vì linh cho tới vì ở tận là quán á thế dân vô phần nắng á ok chân dân mà nghĩa mơ là bài feeling bao dương mình nhé là bài feeling bao dương mình chân dân mà mơ method B nhá và tôi bây giờ thưa method A nếu dân tục aside nhá keep aside hai dương mà mơ ở method B chân này cụ đã thay to keep cream cheese in soft nhá add lemon juice
sugar, corn flour, egg, whipping cream, and lemon zest mix well. Chẳng, đây xa cream cheese này dân tục về chúng mình nâng room temperature nha. Bây giờ dân vô về mặt thuốc, dân vô về trên bị chiller hay. Dân keep in room temperature about half or an hour. Nó dân vô về mặt thuốc tới đảm bày ở việc tôn smooth lọ. Cream cheese cả nà tại việc tôn bàn sạch viết smooth lọ nha. Sạch viết là luôn lọ nha. Bớt dân in chúng mình nâng phía sạch mà. Và tập mà dân add cho mùi nâng ở tật rich má ná. Dân add ná, có nhớ dân miền rưu chịch ở chù chù ná. Dân miền rưu chịch ở tật rich má nâng. Cho mùi nâng ở sugar ná. Score nâng cho mùi nâng ở corn flour ná. Dân đấng ấy mà sao corn flour cứ mà sao bột ná. Đây vì add vừa ở vì ớt ớt ná. Vì add chùi ớt vì sợ điên nâng mà sao chà một nghề bộ vía ná. Hay cho mùi nâng eggs. Nâng egg tầng mù ná. Cho mùi nâng egg miền egg ní cứ dân bra egg hole ná. Egg hole cho mùi nâng whipping cream. Hai chị mùi nâng sầm bọc rồi chung mà đại dương ai thật sầm bọc rồi lương bật dân thì dương bạc rồi lương dương chu sầm bọc rồi lương cái hai thả ơi lemon nè cái hai thả lemon cứ chỉ rồi the kind of lamb that we have yellow color nè and the lamb is we have green color nè dương cũng ai còn chu cái này nè cứ nè cứ ai dương bà bộ lemon ní cứ chỉ rồi bọc lương nè dương thua tập có trên bị tập bọc lương bỏ biết có thua chanh pí sầm bỏ vào lường đó tập về dân thua chanh pí croch má dân chu sầm bỏ croch má có bỏ thiếu dân prà tất có chỉ tất được bỏ croch má này rồi dân lại chậm nói pí xe nè the important point that we need to be careful cứ keep nè keep cream cheese này in soft nè tập về việc tôm là bài viên room temperature sau hai dân mình viết cho mỗi đường viên tích tắc tập mà dân add lemon juice dân add sugar corn flour egg đồng mùi whip cream nếu dùng ở trăm bạch quay vía nó bớt xanh thì dùng thường bằng ăn thì chắc bạn dùng vô whip cream để quay nó tại dùng ở quay cho mùi dùng brown whip nếu cứ dùng ở quay thì dùng chạo whip để riêu nó cho mùi nó cream cheese này màu nó và tập mà dùng đại lemon sẽ nó cô chỉ ở cô vì ở vía smooth cho nia sạch để mùi hái dùng vô vía tại đại lên tất cả nó như hai sạch bạch dần nát sạch bạch dần chấm sạch bạch dần nó cứ dùng hai thạch đập bò khục hình nó chấm pe để dùng đại tất cả đào đam tới dương đã bô để dương miên bô đã đào cương xong để dương mịch về nít dương vô viên đã đào lên tất cả đào nâng dương cô ở viên nơi sẽ ta nói ở ban sẽ ta nạp hiệp sai sập ram tới hà sập nát cô bầm nón cứ đợi xá ơi nè cru chân ơi cương tiền on được non cream cheese nâng viên rồi lý ơi tới chỉ ru chiết tại mùi nát bớt xanh chỉ dương ắt man ở vô viên mà đã lơ phương sẽ ta nạp hiệp ơi đi tế vì thưa ai score ai cương xong bao dương nước vì ở toàn rồi lìa vậy chẳng luôn chết bao dương vì ai ắt sọp vì ai đông em mà đông ắt em chân tử nát chẳng ở vây đây này kêu ở trong ban hay chấm nói đây này kêu ở hai tay ban này kêu đã vì từ lơ ở đập bò chỉ môi nâng sập bao dương đập bay ở vì mình mình ở cầm đào hà sập nít nó đấy có ai lơ vì nâng tích tụi các bạn này nó cứ đại xá này kêu trong ai cương tạm on nâng và quạt chặt thả mệt xua the ingredient nít cứ vì mệt về nè vì rồi lấy tăng chỉ sạch để mùi này tập mất tiết bấm non ti ti bon hệ cứ đầm bay ở cắt bằng thoi pe về lấy này cá chấm ẩn nè cùng ao vì waste of time chấm pe để dương ắt vừa bảy mươi tết cứ cá đốt bỏ dương cứ vì du về tiệt tử nè vì du chiên nhân tiệt tử và tập pe dương vô vì mở sạp bạch dân không sẽ tăng nạp hiệp đi hết vì thưa ở cá đốt bỏ dương vì clay chiên nướng hay thưa ở cương bỏ dương nướng rồi lấy là ổn nè nên chỉ unique bỏ dương nè nên chỉ style bỏ dương unique nướng cứ ban thành style nè chẳng unit bao dương nó cứ bảy lần hay dương khơi unit bao kế cứ thao mặt đà nó cái admin ở thua được dương tệ bằng tái dương ai thua bảy lần bàn nó dương đập bay mệt su ai cương xong tập on nó về rồi lia cho khnía luôn chuyện biết cứ về rồi lia cho khnía tại mùi nó bị ắt nơi mà đồng nè ca na tại dương do tập đốt cứ dương admin do tập câu hay dương do tập đốt ôm ma tha score về rồi lia hay được có score về nơi mà đồng nó về nơi mà đồng nó về ai mà đồng lần ngày nó chẳng à vậy đây này cứ chọn bán miễn phí chấm nói sầm rạp phơi ao ơi ơi viết tao chưa ơi sẽ tăng nạp hiệp sai sập ram từ hà sập đấy cứ chậm nói tìm mùi nó cứ trong ai rồi lấy cương tập bao chục nhé hay chậm nói tìm pí cứ nẹt cứ trong ai ơi dương ca thưa ca steam rồi có đốt viên được không lo nó cứ viết thưa ai về và lấy nó viết thoi chuyện nần nhé viết clay chuyện nần bút bông giống cho anh khai hài nhé ok chân vô cả lại nhé nó sai bao giờ cứ xem chậm mùi nó sai nẹt xem nhé chậm mùi nó sai video đây nẹt cứ xem lại còn tờ nhé chân bây đại con mới recipe dương hai con mới recipe cái con compare ta style mới na đại con chập ở rồi style mới na đại con cất tha vía
vì thua tao vì học qua hay vì thua ở cô nó vì interest nát ok nắng anh này cứ bị chỗ chơi môi style bao giờ nát là tao pin này cứ send video ở chơi môi style bao ở style xinh xinh ok nè chẳng chẳng mở và tao pin ở dương khi dương mạch cường tập on này hay especially cứ ở cream cheese ở sauce nát ở dương keep in room temperature nát và tao mà tiết vì sập ở hai dân vô bia máu cái hai thai sập bạch nhọn nó dựng đằng ấy bịa ta sập bạch nhọn cứ ban này thai dựng đập bol bowling nhá đập bol bowling ok chẳng bắt tao bị dựng đập bol bowling sẽ tao nạp tiếp đi ai thai dựng hà sập nó bịa bạch tới việc cái đại diện còn đá nhá việc cái đại diện còn đá chẳng dựng độ bị chênh hai dựng tròn vỉa nhá tra stainer tròn vỉa cho tục nông mố đại dương để dựng dựng đập hai dựng khi ở sai mình nhỉ chẳng dương tròn à đây cầm hạt đại dương đi nước dương tròn nát ọt ọt chạm vi châu tạm đông tê đập bay và cắt chất tha vi smooth lọ nát đập bay make sure ơi the texture is smooth nát ơi chẳng dương trend vi châu tục nông mô đại dương đột nĩ dương về dương đột hai dương tục vi mà đông mấy dương hai dương tục vi cũng ai việc bay chắc thôi mà đã về đại dương đột tới cứ dương thon để sao vi sôi nát vi sôi chỉ mùi nâng ơi ơi cracker này nâng ok chẳng bắt đầu bây giờ ôi đã vi cho tục nông mô hát dương vô vi tật đột tay vô vi tật đột nó cùng phát lệnh dương đã vi đã tật nơi khẳng cao nè dương đã tật nơi nông tre nông máu hay bà dân chỉ dương miên phung tại đọc bán cứ dương trọt ở lâu này nhốm tại bà dương miên phung tại dương ọt ở đọc bán tế hay dương ạ ơi prao vi chủ mùi nâng ở phung tại vi chết cút dương ọt trăm bạch trọt ở lâu này nhốm bằng tia tê bằng tay dương trời liệp bơ nơi khẳng cao vi nè ok chẳng hay dân vô về tận đột hay dân về với liền để dân đốt cứ dân ăn ăn và không phơi khăn nghề cứ dân prà phơi tay mà rồi học tề nhá hai chữ môi nâng rồi dạ về với liền viết cứ du mình tề nhá chẳng về để dân phải lòn nhá về để dân phải lòn ba bậc thầy bằng em đấy cứ dân trang thua bằng em nâng môn này dân trang thua về môn để sao viết đốt về với liền viết du mình tề nhá hay ở technique này ca đốt nhá để sao này cứ đặt e từ không đi chụp pin thế cứ technique này ca đốt pena để dân đốt ban hà sập nhiệt tì hời nhá và tao mà tiết dương khơi tha dương đặt đặt mà rồi học nè tầng lơ tầng cao nhiệt đặt mà rồi học nhiệt đã hai sập tỷ tao dương khơi tha à lơ bao dương nè à lơ cái hai thả lơ 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 cream cheese nè việc có ho mà mồm bật nâng á việc có ho mà mồm bật nâng hái bật tay sạch chi khác không nó việc toàn cho ăn lõi chẳng con thử thai một phay người ti được có đọc một ti tiệt chẳng con thử do à lơ này nhôm nó mà cao bị lơ bùng nè do à lơ này nhôm mà cao bị lơ bùng đầm bay ao dương và to lớn chứ mùi nâng ả à lứa dân và thoi vình ok nát mà đông tiết bà sân chìa cạn này bị xanh này cạn đột bổ vía bà sân chìa bê để dương đột bê để dương đột để xa bê lớn cứ dương đạn mà rồi hốc lớn mà hốc rào tập mà tiết bê để dương đột bàn hàng sập này tí dân khơi thả lứa bà dương khả lứa cứ bà này chấn dương ơi sạch ơi nguồn bà dương nó toàn cho ân lỡ ơi dương chạy chơ tóc về nơi chuộc nát chẳng dân miền vị thí cứ dân và thoi phương lứa cứ dân và thoi phẩm nơi mà rồi xa mà rồi sai chẳng tới tập mắt dân do à lô này nhôm nè dân do à lô này nhôm mà cơ bị lứa bùm bỏ dân nó hay dân và to đó rút là hốt đó cả sạch ở nôm nó bị chẩn bây giờ biết chẩn hay khờ nôm bỏ dân cứ bật nâng bàn nó dân dân ai thay ra sao khờ nôm bỏ dân thẳng lơ nó cứ bục phật phật ok nè chẳng là nâng chia tịch nịch này ca đốt tại sao này cụ ạch bàn ế bàn tay con sạp này cụ dễ cứ con đơn nế con tịch nịch này ca trong bàn khả lỡ lớn ạch bàn nâng nế chẳng về để dương đốt tới dương mơ khả lỡ vì bàn nâng hái sạch nông bà dương ạch toàn trần chẳng dương miên vị thí cứ dương phơ ca bà thoi phương lỡ và tốt mà tiếp cứ dương dô ở lô này nhú mà cổ bì lỡ bùng bà dương nế đầm bay cùng ai phương nâng việt thẹ tư thua ai xâm bỏ khang lỡ bà dương khlòi nế ok ok nế chẳng ơi rồi biết phở ở bake cheesecake bây đại dương đốt vi hai về vi chân ở hai dương khi biết được nung ở refrigerator nè dương khi biết được nung refrigerator và tốt mà dương để xa biết tục hai chữ buồn từ trăm mau rồi có bớt dân cho dương phải nhập ấy cứ dương miên khe bớt dương phải nhập cứ dương đặt vi tới hai dương ai đọc vi cho môi nồng phúng đại ai đọc bàn về đại dương đốt vi phải nhập đọc và lỏng á dương nhà cứ miên phúng tôi phúng thông cho môi nồng phúng đại ai đọc bàn đang hài chấm dương ở bà rồng tề ok nè chẳng ơi chỉ mua nên bờ sân chỉ dương ở miền phong tại đọc bàn tết cứ dương đọc tại đạo vì ở từ chuyện kháng ngỏ bàn dương ai đọc việc bán nghề sù nè hay bờ dương miền phong tại đọc bán địa phận hà tây đạo vì từ chuyện dương ai đọc việc bán nhưng mà cắt đi cái dân còn lòng bà này nè ok chẳng bake cheesecake nâng cứ vì miền tập men pi men ingredient nâng tê hay việc sù phở nè hay việc thua chân bị cream cheese thua chân bị cream cheese hay này cứ bấm bái về miền cold cheesecake nâng bake cheesecake bằng pe tại viên luôn pe để dương bấm ra nhiều quá
a baked cheesecake nè dương ai bấm ra hot hot của bạn ai cold của bạn nè bây để dương pra bấm ra hot chứ tôi tới cái bấm ra cho môi nâng ice cream nè dương cái bấm ra cho môi nâng ice cream hay cho môi nâng cà đọt cho môi nâng baked cheesecake nè cứ cái đọt phliếm cái do tận lụa ai ai nhiều phliếm nè cái đọt trên bị lo máu cái scoop ơi vanilla ice cream cho tới rồi còn dương đã xong thì lấy cream sweet cream mới nâng dương đặt thì lơ việc tới dương sale ở nhiều phim phim chẳng phải đẹp nhiều nhắm cứ à tật cream tật ở ice cream nó bị hìa đại sao à cream chi mà dương bị ai á chẳng bị hìa tới style cái nhắm từ bạch nâng chẳng bảo dân kỹ xua tha bake cheesecake that can sell hot and cold cheesecake cannot ơi sell hot nè only cold ok nè chúng ơi nè group không tập bụi dương chối chỉ môi nâng video nè group ăn nhà tầng hai hai chỉ môi nâng cà phê cứ dương easy nè easy không cà phê tế chỉ môi nâng recipe bằng technique này cà đốt cứ nè group add cho tịch chân tầng nè hay nâng chấm nói bị xe bò ơi cà phê snow bò viết cứ dương keep cream cheese nít sọc nè cứ ơi vì ơi bị tổn ban này hay dương keep in room temperature nè ơi bị tổn hay bằng dương vô vì mặt quạt xe nè hay ơi bị xe môi tiết cứ dương nè dương ơi khai hai thật bò bò liên vía nó và tòa bị bàn đập bài nên mình châu hát đập bò phi liên vía đập bấy chui không ca phần lưu này cả đốt hai nàng chui ở cương xong chẳng ổn nít make sure all ingredient nít dissolve in well chẳng dương make sure ở cương nít đi viết rồi liê châu khi là ổ rụt chiệt viết nâng tàu chiệt tẩy muối hai nàng phần lưu này cả đốt cư dương thua vị thí sạp bà giống rư coi dương hai thật đập bò bò liên nhá ok chẳng xong rạp ơi recipe này kêu ai recipe bao dương tới chia recipe bao dương toa khuôn á chia dương bằng cả dương create rồi đòi khuôn ấy hai phần tờ bản tiết này kêu nghiệm mà mơ chỉ mùi nồng merin cheesecake chấm bẹt thay cheesecake via the art to thai nè bake and no bake chấm cheesecake nếu dân ai thua ban pi được biết chỉ mùi nồng cream cheese đã kêu vô mà thua bằng ai nấng cứ dân ai thua ban đổi đốt chỉ mùi nồng cá mình đọt tại dương easy to call it is baked cheesecake and cold cheesecake and normally in the foreigner they call no bake cheesecake nè chẳng dân đang bị khăm ái we are always call cold cheesecake ok nè chẳng dân mà mới chưa mua nên cheesecake dân dân nhận kêu đã ao dân chưa mua nên cài vô lòng pi cheesecake bằng tịch nè hai nè kêu nên đã miền ở bay cheesecake hay là cold cheesecake đầm bay ở dương ở riêng từ tam đồng đập bằng viền chứ tại sao dương cầm bông đặt thật là không bằng ai nữa nè kêu tớ tay bây giờ chỉ muốn đằng bay cheesecake chứ nè kêu bây giờ bị bay cheesecake thành hay cold cheesecake nè kêu đằng bây giờ chỉ muốn đằng recipe hay nè kêu đằng đã chỉ muốn nữa ở merin đại dương ở dương vô loại căn để chỉ bắt chỉ muốn đằng cold cheesecake đằng tiệt nát khi chân dương mơ chỉ muốn đằng ở kind of cheesecake yeah chân dương mơ cheesecake come in two different types along with the baked cheesecake and no baked cheesecake or we can call cold cheesecake ណា អញ្ចឹង baked cheesecake ហ្នឹង គឺ វា មាន 2 ប្រភេទ ផ្សេង ៗ គ្នា ណា រួម ជាមួយ នឹង នំ cheesecake ហ្នឹង គឺ វា មាន ដុត ហើយ នឹង គេ ហៅ ថា មិន ដុត ដែល ខ្មែរ យើង អាច ហៅ វា ថា ជា cold ជា នំ ត្រជាក់ ណា ជា cheesecake ត្រជាក់ ហ្នឹង ណា អញ្ចឹង យើង មក មើល អ្នក គ្រូ ដាក់ ឲ្យ យាយ ឲ្យ chat របស់ យើង chắc này kêu đặt thà cheesecake chắc miên pì chai trên chụp pì ni bay cheesecake nhé hay dân mới nôm đài ở former student ở did for exam hay chỉ mua nâng ở co cheesecake ni also ở former student did for exam ở also chắc dân mới ở bay cheesecake cứ việc miên này cả trong cắt này cả đột hay này kêu xong cả thừa bỏ vía cứ việc khó khăn chỉ mua nâng cả miên bồn nhé vì miền bông hay nâng ọt bông ok nè thì tiết chăm lại cục bây giờ chứ mùi nâng cold cheesecake chẳng nhân mà mở baked cheesecake nè baked and no cheesecake have completely different texture baked cheesecake is then an velvety while no baked cheesecake is light and airy in baked cheesecake you make the cream cheese egg, sugar, and other ingredients together and usually minimal air preparation. Chẳng cái chẳng bạp thân chế, baked cheesecake hay nâng, no baked cheesecake nâng cứ we are completely different texture. Bạn nè, là bài bảo vệ nâng cứ we khó khăn nè, we khó khăn nè đạch lạ.
chẳng chỉ môi nâng chi nôm cái hạt hạt chi nôm đợt nâng cứ rư còn nôm mặt đợt nâng viêm miên nề hiệp nâng khó khăn đến sòng nè nôm chi đợt nâng cứ sạch bảo vệ cầm hạt bảo vệ cứ khạp cá nè bạn này là vì rừng nên dây cái này đi tới nơi bảo vệ nó hay là luôn khả nạp bê đài nôm ở cheesecake đài ở đợt nâng cứ vía ơi việt xa là viêm miên hạt bê đài việt đợt tới việt vừa ở nôm nâng vi lan xa chiên cheesecake hai viên miên cho tịch tịch chẳng viên miên cho là sao viên miên phong cho ruộng nè cả anh nông đất nè cứ viên miên cho ruộng là tại sao p để dương đã tới thoa mà đã phong viên miên cho lại vì vì ai tụ bây giờ dương ăn vai cho mỗi có viên miên cho tịch tuổi đài nè cứ viên miên cho tịch nông nè ok nè nè chẳng cứ viên miên cho lại tịch tuổi tại sao phong là nông nè ngõ chẳng p để đất tới nông nâng viên là cá chi chiên khổ nè khổ cứ ăn bàn đất tới chẳng vì ăn miên chọn cắt này cả đốt vì ớt miên ai tầm nguồn bảo viết cứ thương nguồn ná chẳng hạn viết ra bà này hà viên miên viết ra lại sao viên miên cho nó không nâng nâng đại sao bông nó không nâng á chẳng dân cầm bông tài riêng làm bị bệnh cheesecake ná dân cầm toàn cầm phe cho ở ở khô cheesecake chẳng bệnh cheesecake nâng cứ chỉ nôm ná đại vì khóc nê cho mùi nâng khô cheesecake thẳng sông ná đại sao cầm hạp là bài bảo viết cứ vì hạp hay vì smooth lỏ hay vì miên cho tích tuổi nó không nâng khả nạp để dân đột nâng ná là về để dựng đột viết cứ viết ra hay về mình cho tịch tịch nó không nâng nó bệt đó nhưng cũng không thể điện bệt ok nhưng cũng toàn chụp khổ cheesecake is usually sell cold and so good that I now recommend that you sell this cheesecake hot right out of the oven đó. Chop with a little ice cream or sweeten whipped cream chẳng cái prap thì cái đọc tầng mô tha cold cheesecake cái đó hay có baked cheesecake cái đó usually cái lụa tự chè nè lụa tự chè bàn tay cái trang recommend mui à là o để chúng anh bấm pot nè cái recommend nè nhóm trang recommend này anh à vậy đây vì vì o cha mình tên cho mối đôi chuyện ví á cứ dương nhóm à baked cheesecake để dương tầm đất nè cái hàng thằng hot cheesecake nè dương tầm đất chân chân bị lo plem plem nè hay dương top up dương đạm cho mui nâng ở ice cream mà scoop máu tôi có dùng đặt cho môi nâng ở cái hàng xong cái ly cream á sweet cream cứ dùng dọc ở whipping cream vay cho môi nâng ở icing á chẳng dùng vay tới dùng cà chiết sweet cream sorry dùng cà chiết sweeten cream whipped cream tôi có dùng hai môi tiết tha ở xong cái ly cream á chẳng dùng vô về mặt đặt lơ cho môi nâng hot ở cheesecake nâng máu cứ vì the best flavor nè cả trong recommend bạn nâng hay chứ tôi tới cái lụa khai cắt đào với chân tơ ná con nè khu bây giờ con khẳng lờ nâng ná chân còn để con đăng tha baked cheesecake we can sell cold and hot and cold cheesecake we only sell cold ná cannot sell hot ok ná chân bật nâng ok ná chân dương mà mưa khẳng cao tiền đồng bây ở score tha ở cheesecake nâng kì thua nâng kì prao chi ấy là ô hay kì prao mây kì miên ấy khá ná chẳng mày xâm rạp ở combine với chỗ này nó bị bập perfect nhé. Cheesecake is a sweet dessert consisting of one or more layers. The main and thickest layer consists of a mixture of a sauce, fresh cream, typically cottage cheese, cream cheese or ricotta cheese, egg and sugar. If there is a bottom layer, it most often consists of a crust or base made from crust cookie, cream ham, crackers, pastry or something sponge cake. Cheesecake may be baked or unbaked and is usually refrigerated. Chứng cái bắp tha cheesecake nó cứ chỉ bằng em và em đại miên miên muối được chan sẽ tỏa bạn này tha bởi dương đã crab ball nó phía trước những đạm mà sẽ tỏa về nhé những đạm mà sẽ tỏa về bởi dương chọn đạm pizza có ăn khó đài nhé cún chấm bạn này tha dương miên ở sẽ tỏa này này cracker để dương đạm nó cứ vì sẽ tỏa cái hàng sẽ tỏa về nhé chấm muối nâng ở tỏa tầm khăn nâng crab bằng pot nâng lia chấm muối nâng ở chi đại tuần chấm sẽ tỏa mùi tiệt nó cứ chi nâng việc việc crab chiên ở sẽ tỏa ở đập bọc ở cracker nâng chấm về miên ở sập hiệp tôn hay sọ chỉ mùi nâng dương ca dương prao chi chỉ mùi nâng khập thanh chi chỉ mùi nâng ở cream chi rưu co ở ricotta chi nè hai chỉ mùi nâng bông món có bà sân chia sạch tuộc hàng kháu về trao tại miền sầm bọ rưu mù lật than
chênh bị pastry pastry nó việc đó ngay sọt pastry nó phục vụ cookie phục vụ đồ tạt ấy nó cứ ăn vô mà prai ban cho mùi nó crumble ấy nè nè hai cho mùi nó spong chứ spong nó có bị nơi chi phục vụ khang pastry đài chứ cái prap kia cho mùi nó ở cần lưu sầm khăn này phục vụ kêu xong bọc pastry nó dân ăn vô với mà thứ à bát cao nằm bàn hay à bake cheesecake nó vì ăn chấm hối rồi còn mình chấm hối hai kia thôi mà đá cái tục viên là không tu từ trẻ nó kia phải trẻ dân cả lại nâng nó chân cả lại mụ đi về ai ở mini bao biết cứ đôi lơ đầy này cụ bỏ ai mình tài nó về sự điện khí bằng tay dân dù hai nè cụ nâng phải dô lòng pi à khó thang chi nè khó thang chi nâng cứ chỉ cream chi không mà bập hết chứ tham mà đá cream chi về miền tràn mạ tràn một hai về miền ở cụ bật tê đại quạt phần lật chân cái tay đã đặt mua với đập bay sầm quà là ná chân cả thang chi chỉ mua nâng ricotta chi chỉ mua nâng cream chi tham mà đá nó mò nữa cái hãng nó mò nó cứ chia màu bị bật tên na rồi có trong hôn xanh xanh chẳng tờ nè anh chẳng ở cấp trang chín is a fresh cheese curd product with a mild flavor nè chẳng ở à cream cheese để chú mua tha cấp trang nè chứ thao mà đá cái hai viên tha chia bộ bộ trong cái hai trong full ham nè trong full ham nè để cụ đặt lại nè full ham nè viên mà ở con xua dối cứ ở daily product bộ bộ trong daily product á trong đại thua trên vì tập đặc cô nâng cơ cái hai bàn việt tiết cứ cái hai thả full hèm nè chấm à khó chen chín nè cứ thua trên vì tập đặc cô được kia chấm vía cứ chia bộ phụ dairy và đặc được kia hai chỉ chung một bộ kê mỗi tiết cái hai chia bộ phụ group được kia cái hai thả ở full hèm nè chấm về để dân lưu full hèm nè dịch đằng này chia chrome này bộ phụ ingredient đại thua trên vì tập đặc cô nè với sma nâng dairy và đặc nè hai chỉ môi nâng ca palette chỉ môi nâng khơi nè khởi nhất cái process này ca thua chi nâng nè cái cái process này ca cô tự đọc cô và tự đọc cô nâng cái hai tháp process nâng cứ khởi thua chi pi tự đọc cô sau nâng nè hay ở đâu chết bảo viết ra admin thông lần rồi khang nghề viết ra ra hay thông lần tự đọc cô chui chui tịt tịt hay việc hạp nè việc hạp viết ắt ắt bẹ bẹ nè viết ắt riêu đôi cream đôi thời viết pink cream mề chân cream chi nè việc hạp riêng ở viết pink cream nè ok chân kê bị dỗ hai cái tha à bake sorry à cheesecake nó bake cả đói khô cả đói cứ cái vô ở chỉ mua những cream cheese mà ri ricotta cheese rồi có cottage cheese rồi có cream cheese đại thua trên pi bát tay xem xem nó cứ cái vô mà thua vì tại sao việc miền khăn xa xa na vì miền đồ chiết xa đại na hay vì miền đồ chiết mới nông nông tiệt chỉ mua những cheese ở nằng ok nè chẳng ở dân đăng pi ở cottage cheese đại từ này bò mì riên bò nư khẳng lớn ní na chỉ mùi nâng cream cheese hay nâng ricotta cheese nè chẳng ơi nè cùng ví dụ ạ từ này chỉ mùi nâng full ham ní với sma nâng dairy product nè chẳng full ham ní với ơi chỉ group à cottage cheese ní với group bò full ham hay full ham ní ạ từ này bò viết cứ chỉ group bò dairy product nè chẳng về vi link to kia chẳng nè cùng ơi ví dụ chỉ mùi nâng ricotta cheese is a smooth Italian cheese with a creamy mild taste and a thick texture, its light flavor and low salt content make it perfect for using in sweet. Nè, chẳng ricotta cheese này cứ viết chữ cheese bò Italy, nè, chia bậc phết chmu bò cheese bò Italy. Hai viên miên rưu chết xa, cream bò viên nâng, hai viên miên ở cầm hạp viết krah, nà, đại viên miên miên dập hiệp krah này, bà này viên cầm hạp viết khạp, dù lát. Cầm hạp biết hạp hay rô chiết xa nâng ở miệt tạc cam bởi là không nâng cứ việc tiệp hay việc lọ ọt cho xâm rạp thơ và phụ bằng ảnh thế ná chân ricotta cheese rồi có cottage cheese cream cheese nâng cứ việc chiếc phụ cheese đại biệt miệt rô chiết xa chân dương bê xích bảo viết cứ vô mà thua bằng ảnh ná vô mà thua bằng ảnh ok ná chân dương vô lái chỉ mùi nâng cream cheese đại kê lọ xâm rạp thơ chỉ mùi nâng ở bake cheesecake được gọi cold cheesecake cái pra cho mùi cottage cheese cream cheese or ricotta cheese nè cái miếng cheese bọc kề nè lực lên ọt miếng pra y mong ta cheese ấy mà cho rùa mấy nè y mong ta cheese cứ xâm lập màu prai nè chẳng cái trong bà chạy dừng bộ bộ cheese này cứ viên miếng rùi chiệt xa viên miếng ở bà rì màn bờ nâng cứ viên tịch nó không nâng nè chẳng dừng ai vô mà thua bằng ai bàn ok nè chẳng này cụ bà dù dừng sơ mênh khá nè sân khâm thập bộ dừng dù khá chẳng này cụ bà chọc cho mùi nâng bake cheesecake nè bake cheesecake hay tiết tiết dân nâng cho mùi nâng ở nè cứu explain cho mùi nâng whole cheesecake hay dân nâng bật to cho mùi nâng ca explain ơi full of ơi no bake cheesecake nâng rưu có whole cheesecake nâng bật to ná chân dân chop cho mùi nâng ơi bake cheesecake